Xin chào anh em yêu cờ. Như các bạn đã biết, kể từ năm 2014, huyền thoại cờ tướng Việt Nam Phong Trần Lãng Tử, Nguyễn Thành Bảo đột nhiên quy ẩn giang hồ. Có nhiều đồn đoán rằng với tham vọng đánh bại làng cờ Trung Quốc, anh đã lên hồ núi Cốc để luyện môn võ Hà Mô Công và cửu âm Bạch Cốt Trảo. Sau gần 10 năm luyện tập, âm thầm quan sát thế sự, anh đã quyết định phải tái xuất giang hồ kể từ thời khắc đó, làng cờ Việt Nam vô cùng nhộn nhịp. Những trận đại chiến giữa Anh và các cao thủ hàng đầu đương thời như Nam Phương Cung Tử, Kinh Thành Thiếu Hiệp, Tiểu Bá Vương liên tục được diễn ra. Và người hâm mộ lại được chứng kiến nhiều trận cờ hay, những đoàn phế quân ảo diệu, sát cục khiến người xem phải suy xoa. Thực sự, đường cờ của Anh ngày càng uy mãnh. Quả thật thì mình đang làm về chuyên đề uyên nương pháo. Kỳ thực do trận cờ này quá hay Nếu không giới thiệu tới các bạn thì thực sự là một điều thiếu sót Nào mời các bạn cùng bước vào trận đấu Trong trận cờ này Nguyễn Thành Bảo được quyền đi tiên Anh đóng trung pháo tấn công trung lộ là phong cách rất quen thuộc của phong trần Lăng tử Vũ Quốc Đạt là kỳ thủ trẻ vô cùng tài năng của làng cờ Việt Nam Cách đỡ rất bài bản triển khai ma 8 tân 7 như thường lệ, Thanh Bảo xuất động lô ma đầu tiên, quốc đạt ra xe tranh chiếm các vị đẹp. Thanh Bảo thay vì ra trực xe như thông thường, anh cố tình thúc tam binh. Điều này cho thấy rằng anh đã có sự chuẩn bị khá kỹ về mặt khai cuộc. Vũ quốc đạt chơi đoàn tâm lý chiến, thay vì thúc binh đối lại, anh mở pháo ra đồng biên, chính thức hình thành thế trận tam bộ hổ. Bây giờ Thanh Bảo nhảy mã trong phương án này sẽ tấn công mạnh hơn so với phương án nhảy mã lên đường biên ngày xưa các cao thủ thường có xu thế nhảy mã lên biên vũ quốc đạt am hiểu binh pháp bởi thế điềm nhiên thúc binh đề đầu mã lộ bảy cổ đỏ điều này đâu khiến thành bảo nao núng anh phóng pháo qua đây là phương án tấn công bài bản anh đã dùng nhiều trong quá khứ kết quả cũng rất tốt mục tiêu có thể ăn qua tốt lộ bảy cổ đen Quốc Đạt triển khai bình phong mã để ứng chiến. Rõ ràng mới khai cuộc chưa thể manh động được. Bấy giờ Thanh Bảo bình pháo vào đề đầu mã đen. Với phong tái tự tin, Quốc Đạt ra trực xe. Thanh Bảo cũng ra xe tương ứng. Anh em để ý, nếu cầm đen không nên tùy tiện đưa pháo quá hà để phong xe đỏ. Bởi đỏ có đoàn, nổ pháo ăn tượng mời đấu quân ngay. Khi đó đấu cũng dở mà không đấu thì bên đen phải lên xi, si. đỏ lại có đoàn thoái pháo về ăn tốt bên đỏ tự nhiên sẽ ưu thế và lời quân vì vậy trong thực chiến quốc đạt lao pháo lên hà là nước cờ phù hợp bởi vì đỏ đâu dám ăn tượng đáy khi đó xe đen ăn vào ngay và pháo bên đen lại có ma dư trong thực chiến anh bảo thực hiện chiến lược đu xe tuần hà bảo vệ vững chắc biên thùy của mình là chiến lược rất phù hợp với thời thế quốc đạt vẫn bài bản anh khai thông cho lô mã còn lại ý đồ nếu thành bảo ăn tốt qua sông anh sẽ ăn pháo qua tốt mời đấu xe sau khi đấu xe thì đen thoái mã về tạo ra hình cờ cân bằng hai bên đều có thể chơi được nhưng thành bảo đâu dễ để đối thủ thỏa lòng anh thúc binh mời đấu tạo thành món tứ binh tuông nhau. Rõ ràng Quốc Đạt phải có hành động. Anh ăn tốt qua sông, Thành Bảo lặng lẽ ăn xe vào. Kế đó Quốc Đạt ăn nốt tốt còn lại qua sông, Thành Bảo tiếp tục ăn xe qua truy kích Lộ Mã, còn Quốc Đạt anh lao Mã lên bàn hà Suy cho cùng, các đại cao thủ đánh khai cuộc vô cùng chuẩn bài và chặt chẽ, ít có sai sót. Giờ đây, hình cờ bắt đầu bước vào giai đoạn đầu của trung cuộc hứa hẹn nhiều điều hay ho lúc này bên đỏ có nhiều hướng để tấn công nhưng tuyệt nhiên không thể bình c đề ma bởi lẽ đối phương sẽ có đoàn tấn c dư ma và sau này điều pháo vào đuổi c ngay nước cờ là ma đỏ lên bàn hà cũng là một ý tưởng hay có lẽ đèn sẽ liên tượng và tào căn giả sử đỏ cố tình lao ma qua sông để tấn công bên đen có đoàn chạy pháo vào Vừa là bảo vệ mã Còn mở thông cho mặt C của mình Nếu đỏ cố tình Làm ma qua lộ 4 Dọa đoàn chiếu ngoại tàu Thì đen lại điều phá vào ngăn lại ngay Cơ hồ bên đen Vẫn ứng phó được Với các đoàn tấn công của đỏ Thanh bảo thừa hiểu rằng Đối phương thủ hàng cao thủ Không thể vội vàng Anh chọn hướng hoành C lộ 1 Tăng cường thêm quân mạnh Là thủ pháp rất hợp lý để ứng phó, Vũ Quốc Đạt lên tượng ra cố trung lộ, đồng thời tránh khỏi mồm chiến pháo của bên đỏ. Bấy giờ, thành bảo điều xe sang lộ 6 chiếm vị đẹp, ý đồ xe tấn xe của Hà để ban ma. Bởi thế, Quốc Đạt tiên hạ thủ vi cường, phóng xe lên truy kích pháo. Rõ ràng, nếu bên đỏ dùng pháo ăn tốt đuổi xe, Quốc Đạt tiếp tục tấn xe lên để bắt pháo ý đồ của đen sẽ là phế tốt để tranh nước tiền quả là rất cao mình nhưng cao nhân tất hữu cao nhân trị thành bảo đưa xe qua quyết giữ bằng được chiến pháo của mình bấy giờ quốc đạt có cơ hội lao ma súng vị đẹp ý đồ của anh sẽ là bí quá diệt pháo đầu giảm mối nguy cơ nhưng mục tiêu thực sự sẽ là điều pháo qua để nhỏ mã bởi vì trong đánh cờ không phải lúc nào cũng bo bo lo phòng thủ có cơ hội thì phải lấy công bù thủ thành bảo cũng biết rõ điều đó nhưng phương châm của anh sẽ là sẵn sàng đưa vào hình cờ phức tạp hai bên đều có đường công để xem ai ra đoàn nhanh hơn đó cũng là phẩm chất khiến thành bảo có nhiều trận cờ để đổi trước các danh tướng hàng đầu của trung hoa kỷ nghệ Thực chiến, Thanh Bảo lao ma lên bản hà để công kích ngay. Nếu như là người ưa cẩn trọng đều biết rằng mục tiêu của Thanh Bảo là tấn công vô trung lộ, rất có thể sẽ liên sĩ gia cố thế trận cho chắc chắn. Vậy thì Thanh Bảo cũng chưa làm gì được ngay, bởi vì anh cố tình ăn mã vào tốt đầu, đối phương cứ nhẹ nhàng diệt pháo đồ trước. Bên đỏ cũng đâu có đòn gì, còn như đỏ dùng phương án ăn pháo lên tốt trước bên đen ăn mã lên đỏ phi mã xuống đen có đoàn tấn c qua bắn lại mã lộ ba của đỏ nếu đỏ phóng c quá hà phục đoàn cắm pháo đáy và tàu sát đen có thể chơi dùng một c đổi hai quân rõ ràng hai bên đều có thể chiến đấu được bởi lẽ đen còn có hai pháo khả năng phòng thủ vô cùng tốt điểm mấu chốt của trận đấu là ở đây bên đen đang có mã tức là lúc nào cũng có thể diệt pháo đầu của đỏ điều này khiến quốc đạt vô cùng tự tin bởi vậy anh điều pháo qua truy ban mã của thành bảo anh cứ ngỡ rằng đối thủ sẽ phải chạy mã về biên khi đó anh phi xe kỵ hà cô xe mã của bên đỏ bên đỏ hết vẹo tấn công nếu như các bạn đã xem thành bảo đấu với các cao thủ hàng đầu như triệu quốc vinh lữ khâm hoặc hồng chí thì biết rằng khả năng tính toán Trung cuộc của anh đã vượt tầm Việt Nam tiệm cận với các kỷ vương Trung Quốc. Lúc này, anh đánh đơn thuần, ăn mã vào tốt đầu, thì tất yếu quốc đạt sẽ diệt pháo, đồng thời dùng pháo lộ bảy soi vào tượng đáy. Khi đó, bên đỏ đánh chủ quan là dễ bị phản đoàn, vì đen còn có xe lộ 8 hộ công. Bởi vậy, đỏ sẽ phải thoái mã diệt pháo là phương án phù hợp nhất. Tất yếu, đen sen tượng lên Bây giờ đỏ tiêu diệt mang ngũ Tạo ra hình cờ cũng khá cân bằng Hai bên còn chiến đấu lâu dài Nhưng thành bảo quả thật quá đẳng cấp Tung ra nước cờ chính xác như là máy tính Vật pháo lên ăn tốt đầu gọi đòn chiếu Sau khi quốc đạt ăn ma lên Thanh bảo lao mắt xuống Hình cờ lúc này nhìn bề ngoài đúng kiểu Trời yên biển lặng Nhưng người đời có câu rằng Khi trời quá đẹp là chuẩn bị cho một đợt bao táp sắp xảy ra Hẳn là khi xem tới đây Nhiều bạn sẽ bảo Bao táp cái gì ông Thông ơi Tôi thấy bình thường lắm Có lẽ đó cũng là suy nghĩ của Quốc Đạt Bởi thế anh phi pháo ăn mã Mà không hề lo lắng Chỉ đội có vậy Thành bảo tung ra tuyệt kỹ Hà mô công Cắm pháo chiếu tướng Dính phải đoạn này Quốc Đạt hoa cả mắt Đầu óc bỗng quay cuồng Anh mới sực nhớ rằng quân ma kia đúng là có chứa cyanua si nếu lúc này anh ăn tượng về thanh bảo phế thẳng xe xuống xi si đáy đợi cho quốc đặt ăn tướng ra xe đỏ lộ bảy vụt tượng hỏi sát còn như lúc nãy bên đen đỡ bằng chiêu thượng tướng quân thì đỏ cũng nhẹ nhàng dùng xe bảy tân chiếu ép tướng lên lầu ba sau đó là đoàn móc hậu chiêu tướng bên đen lên si, thì xe đỏ ăn vào đen cũng phải thua còn như đen xuất tướng xe đỏ móc hậu ngay có thể thấy hình cờ này bên đen sẽ tất bại hình cờ đã rơi vào thế khó buộc lòng quốc đạt không thể an sĩ về anh chỉ còn cách lên sĩ điều này khiến thành bảo có cơ hội điều pháo ra biên chuẩn bị đoàn cắm xe xuống để tạo sát trong giờ phút cam go này quốc đạt chỉ làm được đoàn lên sĩ về phần mình thành bảo phi xe chiếu ép tướng lên lầu 2 rồi thoái chê chiếu ép tướng phải xuống. Kế đó, Thành Bảo tung tuyệt chiêu dùng xe điểm huyệt quá cao thủ. Quân mã đang trong mồm rất ngon mà quốc đạt không dám ăn bởi vì khi anh ăn mã, Thành Bảo có thủ pháp điều xe ra hỏi cục ngay. Hình cờ đã là quá khó nhưng không vì vậy mà quốc đạt đầu hàng. Anh tấn xe qua phế, nước cờ khá sáng tạo. Nếu Thành Bảo ăn xe, quốc đạt chạy pháo ban lại xe ngay nhưng thành bảo khiến người xem đi hết từ bất ngờ này cho tới bất ngờ khác anh chấp nhận phế xe luôn lao ma xuống ví dụ quốc đạt ăn xe thành bảo lao ma chiếu sát cục luôn thực tế quốc đạt phải chạy pháo qua để sau này có thể thoái pháo về thủ đồng thời quân xe đã có ma bảo vệ có lẽ đó là tất cả những gì quốc đạt có thể làm được bởi vì Thành Bảo tung ra đoàn sát cục, ăn thẳng C vào sĩ, tiếp tục nhét C vào mồm, bắt đối thủ phải sơi. Đoàn này quá hay, bởi vì quốc đạt chỉ còn cách ăn C. Kế đó, Thành Bảo nhẹ nhàng ăn C về, chuẩn bị cắm C hỏi sát. Rõ ràng, đối phương chỉ còn cách lên tướng. Kế đó sẽ là đoàn thoái C chiếu, ép bên đen phải xuất tướng ra, và nước cờ bình C chiếu sẽ là sát cục của ván cờ này. Giờ đây chúng ta cùng phân tích lại một chút. Nếu ở giai đoạn này bên quốc đạt không vội vàng ăn mã thì sao? Anh có một số cách thủ khác như là lên sĩ và thăng C tuần hà. Với phương án C4 tấn 5, bên đỏ có đoàn hay đó là thoái mã ăn pháo đợi cho bên đen ăn mã thì sẽ bình pháo chiếu sẵn sàng phế cây. Mục tiêu sẽ là dùng xe cắm đáy chiếu, đối phương về sĩ sẽ dùng 2 xe tấn công vào tuyến đáy, bên đối phương sẽ thất bại. Còn như đen áp dụng phương án C6 tấn 5 vẫn là ăn pháo mà thôi, bởi lẽ bên đen ăn tượng lên thì cắm phát chiếu là sát cục. Phương án đỡ mạnh nhất của bên đen chính là đưa xe tuần hà. Tất yếu đỏ sẽ tấn công bằng phương pháp cắm phao chiếu. Đen chỉ còn cách lên suy thủ. Kế đó Đỏ đưa pháo ra biên Thì đen mang pháo qua chê mặt xe Nếu như đen chạy xe vào lô 6 Thì đỏ vẫn có thể điều pháo chê mặt Trung quy bên đỏ vẫn như thế Nhưng chưa tạo sát ngay được Quả thực xem những ván cờ hay như này Khiến chúng ta vô cùng phấn kích Đó mới là đẳng cấp cao của kỳ nghệ Rất mong anh em ủng hộ nhé Nhớ like và đăng ký kênh Xin chào và hẹn gặp lại